Xin chào cả nhà đang xem kênh Jurassic Channel. Hôm nay Vincent đang xây một cái đường gầy xe lửa mới. Đường gầy xe lửa này sẽ đi qua cái đường hầm nha. Đây Vincent nói được tới đây rồi nè cả nhà. Vincent đang nói nữa đây. Xin đang nói cái đường này xe lửa đang cho xe lửa đi qua đường hầm, mà nguyên cái đường xe lửa này là sẽ đi thẳng vô trong cái ở dưới cái đất giường cả nhà, không phải đất giường mà là cái đất tủ. Mình xin mới vô nói như vậy đó, nói là cái đường này xe lửa sẽ đi vô đó như vậy đó. Trời ơi, vui hớn hở. Sửa đổi nãy giờ. Sửa đổi từ nãy giờ luôn cả nhà. Đó, đi qua bên đây đây. Oh, you found the knife for chop salad, yeah? Rồi, gắn sau đây. Đó, gắn với trong đó gì đó cả nhà. Được không? Được chưa? Được hả? Ok. What is it? Attention. Oh, nhà chờ. Ok. Đây là cái nhà chờ nha cả nhà. Nhà chờ cho xe lửa ở đây. Khép. Vậy đó, mấy cái nào mà có chỗ tâm tối 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 xíu như này là bắt đầu Vincent gắn cái đường gầy xe lửa vô, là Vincent nói là
là xe lửa nó chạy qua đường hầm. Đó, đang gắn rất là tỉ mỉ nha cả nhà. Rất là tỉ mỉ nha, gắn tháo gỡ đó. I can't see it. Oh yeah, I found it. Đây, xe lửa đang đi qua đường hầm nha cả nhà. Xe lửa đang đi qua đường hầm đây. Con đi kiếm nữa đi. Rồi, con gắn vô. Thì thôi cả nhà ơi, Loan xin kết thúc cái video của Vincent làm cái đường rầy xe lửa hôm nay nha. Loan chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe, chúc mấy em nhỏ ăn mau chóng lớn, học giỏi luôn nha. Loan sẽ tiếp tục ra mấy cái video tiếp theo, mấy cái video mà Vincent thích làm mấy cái đường rầy xe lửa như này cả nhà. Ngày nào Vincent cũng làm hết trơn á, Loan quay lại sẵn đây để nữa Vincent lớn Vincent coi luôn cả nhà. Con xin kết thúc cái video nha. Thank you for watching Jurassic Channel. Bye bye. Oh.